Một tuần không? Trời ơi, nó có cái bông đang nở luôn nè. Trời, bây giờ kiếm cây thứ hai không ra. Một tuần hàng già mùa, hết hàng của chú. Đẹp chị quá cả nhà mình ơi. Em ơi, cái giống hiệu toàn dữ dằn, gốc chú quý à. Mà dạ, cái này là phôi vườn ăn già khú khụ luôn à. Cốt quá à, cốt. Cốt. Siêu con lộn cái này nha, vô dây cái nhức ngách hay chưa? Dạ. Vô dây cái nó bao đẹp. Phôi nó quá trời đẹp luôn à. Phôi vườn. Dạ. Mình đo thông số dạ, khú luôn. Cái quan trọng. Cốt chứ. Dạ khừ ha. Ừ. Đến nơm này, đến nó sẫm nơm luôn chú chị. Đó chỉ lên nó quá trời cái cốt. Ừ. Kinh khủng thiệt. Lấy bò cái này biết bán biết bao nhiêu tiền bò. Cây nái này cả nhà mình ơi. Này là cây nái luôn, cây nái. Cái quá đẹp. Có duyên lắm cho chú anh chị. Để nơm rồi. Phôi vườn này là phôi vườn nha chú anh chị mình chứ không phải phôi Long An nha. Dạ rồi. Dạ em chào cô chú anh chị, mình đã quay trở lại kênh của em nha. Rồi ngày hôm nay thì em tiếp tục ghé bên vườn mai của chị Ngân cô chú ơi để giao lưu với cả nhà mình một số cái mặt hàng mai ha. Mong là cô chú anh chị mình xem clip và tiếp tục ủng hộ cho chị Ngân nha cô chú anh chị. Dạ em chào chị Ngân luôn nha. Rồi em xin chào chị Hán, rồi xin chào tất cả quý cô chú anh chị vàng cả nước nha. Hôm nay em quay cho clip á, em lên một số giống mai đẹp hàng già mùa như là siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi nha. Nhị Ngọc Toàn, giáo siêu nổ an toàn những hàng đời đầu không chú anh chị mình ơi, bao hàng cho mình chơi Tết luôn ha. Dạ rồi. Dạ, hôm nay em lên mã số 1C đi, 1C là ăn cây cái này cái gì giáo siêu nổ Bến Tre chị ăn coi nè. Bây giờ 1 giờ chiều mà nó còn tư gối gối luôn. Này cô chú anh chị mình ha. Đây giáo siêu nổ nè cả nhà, hoa nó rất đẹp cô chú ơi, em thấy nè. Nụ cũng rất là đạt luôn ha. Quá đẹp. Thằng này già mùa luôn. Giờ bông ta dợp trên hôm nay còn tư gối chưa. Dạ. Bông vàng nín luôn. Giáo siêu nổ Bến Tre không chú anh chị mình. Đẹp quá cả nhà mình. Hoành là được 19. Tổng cũ là 72. Dạ rồi. Chiều cao 82. Tới ngang 65. Rồi cái này giao lưu mình với giá 1 triệu mốt em bao phí ạ. Dạ, 1 triệu mốt cho cái này của chú. Đột. Quá đẹp luôn cô chú ơi. Tết chơi full cây hoa. Hàng 2 mùa rưỡi chưa? Dạ. Cắt đơn mấy lần. Đồ nụ lên quá. Lên nụ hơi ghê luôn rồi. Cô chú anh chị mình ơi, mình xem giùm em cây này nha. Xuất sắc luôn cả nhà, hoa quá đẹp ha. Rồi mã số tiếp theo cô chú. Tiếp theo là mã số 2C chú anh chị, 2C là một cây nhị Ngọc Toàn. Trời ơi cái này quá trời đẹp luôn chị ơi. Nó có cái bông có tàn rồi kìa. Cái này ha cô chú anh chị ơi là nó đang lên nụ nè cô chú. Rất là nhiều nụ luôn. Ngọc Toàn công nhận là cái nụ nó khỏe thiệt chứ nó tạo nụ kinh khủng luôn. Nụ nhỏ nhỏ không mà nó nở chùm không chú anh chị nè. Cái này mình xuống lá kìa mình thấy cái nụ nó siêu siêu chứ nở bông hồi nào không hay luôn. Nó giống giống Phú Tân chị Ngân ha. Cái này phô, chịu lạnh tốt. Chịu lạnh tốt, phô đẹp, đặc biệt không ngủ nào nha chú anh chị mình. Dạ. Ôi đẹp không chị? Này nó ở ngoài nắng nó cũng bông nó ít bị dúm lại cô chú, ít bị rợp ha. Còn mình lại thì nó da nắng nó vẫn bị dợp cô chú anh chị mình ha. Phôi này đẹp, cái này phôi đẹp. Quen dòng. Củ đế hết hồn luôn cô chú anh chị mình. Lượng luôn. Héo phôi ha. Này, quả trời củ luôn. Chị Ngân đo thông số chị Ngân. Quỳnh thân cái này được 25 đúng rồi. Dạ rồi. Cái củ đặc của nó là được 42. Thôi khỏi đo tổng đế đi. Cái này đang nằm trong chậu 4 nha chú anh chị mình. Là 4,5 á. Lọt lòng 4 cô chú. Nhưng mà là chậu 4,5 nha. Chiều cao là được 65. Tán ngang là được 83. Trời ơi cái này quá đẹp luôn. Rồi cái này giao lưu mình với giá là 3,6 triệu em bao phí ạ. Dạ 3,6 triệu cho cây nhị Ngọc Toàn cả nhà mình. Cái hàng này hàng có đơn lần hả chị? Ừ. Em có đơn lần. Hiện tại là cây này cô chú mình về mình chăm mình chơi Tết thôi nha. Cây bao để ngoài nắng thoải mái cho mình chơi Tết luôn. Nhị Ngọc Toàn. Dạ. Mã số tiếp theo luôn cả nhà. 3C. Một cây nhị Ngọc Toàn dáng cực. Cụ đế quá tí luôn. Ngọc Toàn giờ bông nó đẹp chứ chạy quá trời. Ngọc Toàn giờ hàng già mua hầu như không có luôn chú anh chị mình này. Ít lắm. Cái giờ đa số bình lợi quá trời hả chị? Dạ. Cây này dáng cực ha. Về mình có tay nghề cái mình sửa ra làm như cây dù luôn á. Đúng rồi. Cưng quá này cả nhà mình này. Để em kiểm tra nút nụ nha. Hoành là được 23 đúng rồi. Quá trời nút nụ luôn. 23 hoành. Cái củ đặc của nó là được 39. Dạ. Chiều cao là... Ủa gì 1 mét gì à? Ừ. Cái đó đó. Trời ơi 1m05 luôn tính 1 mét chứ anh chị mà. Ừ. Cao 1 mét. Tán ngang là được 96. Dạ rồi. Rồi cái này giao lưu mình với 2 triệu mã số 3C nhị Ngọc Toàn. Cây này đẹp nha cả nhà mình ơi, cô chú mình nhìn nè, cái form dáng trực tàn dù ha, củ đế xinh luôn nha. Đó cô chú anh chị tham khảo giúp em nha. Xuống mã nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo là cái mã số 4C của chú anh chị này. 4C là một cốc túi quý nha. Giống là siêu bông Sài Gòn nha chú anh chị.
Cái này nhìn cái chốt không biết gấp mấy mùa liền chưa, quá trời cái cốt. Cây này vô gia chỉnh sửa cái là ok luôn ha. Đây, cây nó đang lên nụ nha cô chú. Tại lúc là kiếm thợ khó quá nên em không có, chưa kiếm được người nên không có vô gia chỉnh sửa được ha. Cô chú anh chị mình mà luôn. Mình có chốt về cái gì mình sửa giùm em ha. Nó đang, ơi chị Ngân, nó có cái tược riêng, nó đang lên bông đẹp hơn. Sáng mới tược người bông của trời em cắt hết rồi. Dạ. Chốt tứ chung quý của chú anh chị mình này. Dạ. Cây này đế, dạ, đế cũng đẹp. Đều hết luôn. Cái chốt ghép gần nguyên ghép vậy. Quá trời cái khóc. Quá trời bự. Mọc. Hoành này được 29 luôn chú anh chị. Dạ, 29 hoành. Tổng ngồi đế của nó là 124, 24. Chiều cao là được 90. Tán ngang là được 1 mét hơn, mà em kích 1 mét luôn. Rồi cây gốc tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn ha. Siêu Sài Gòn này lá nhỏ của chú anh chị mình. Dạ. Cái này em vô luôn mình đi giá là 7,2 triệu em bao phí ha. Ship xe khu vực Vũng Tàu lại hơn chú anh chị mình này. Dạ, gốc tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn nha cả nhà mình ơi. Cộng ghế nào cũng dễ đấy, nó lực lực tương hết chưa. Này nó đế nôm sổ ha cô chú anh chị. Cái phần sổ của nó lực tầm lực khoảng 10 mấy xăng ha. Đó, đây cô chú. Và đặc biệt là cốt cành là cô chú mình coi, ít có hàng cốt bự vậy lắm như cô chú anh chị. Đó, thời điểm hiện tại nha cô chú. Xuất sắc luôn cả nhà mình ơi. Rồi cô chú mình tranh thủ mua ha. Cây này thì là bao tết, bao nụ ha. Cây này sửa cái bao đẹp. Dạ rồi. Tiếp theo cô chú anh chị mình. Tiếp theo mã số 5C cô chú anh chị này. 5C một cây siêu bông lợn ha. Cây này là nói chung là nó F1 của chú anh chị thì nó quá chứ thật sự cái này là F1 của chú anh chị mình. Thờ mua còn mấy trăm ngàn bao chú anh chị coi cốt ha. 300-400 ngàn bao. Đúng rồi. Cốt quá trời ha. Cốt này chắc cỡ 7-8 cm nha cô chú anh chị mình. Cỡ đó chỉ lên nó quá trời cái cốt gì. Kinh khủng thiệt. Lấy bò cái này biết bán biết bao nhiêu tiền bò. Cây nái này cả nhà mình ơi. Này là cây nái luôn, cây nái. Cây quá đẹp. Có duyên lắm cô chú anh chị. À, để nơm rồi. Phôi dừa cái này là phôi dừa nha chú anh chị mình chứ không phải phôi long an ha. Dạ rồi. Hoành chí này được 24 nè. Rồi. Trên đầu này cục 24 nè. Đo hai cái chỗ đi. Còn bên nắm đây được 20 nè. Thân 24, thân 20 nha chú anh chị mình. Dạ. 89 là tổng đế. Chiều cao 84. Tán ngang 84 luôn. Trời ơi cái này bao đẹp của chú anh chị mình ơi, nhức nách luôn cái này như cái ghế chứ. Lạc đà vậy nè. Y như lạc đà luôn của chú anh chị. Quá đẹp cây nè. Mấy cái chỗ này em cắt lấy bò nha. Nè, chân quay. Nè cô chú, lấy bò lừ hết trơn. Nè cắt dấu dấu đồn cắt ra cô chú anh chị ơi, nó già dữ lắm, già cây rồi. Cái này F1 cái gì tới nái luôn rồi chị Ngân. Quá trời cái cốt. Cốt là bự hơn tay cái nữa của chú anh chị. Ồ, hết dạ, cái mã số 5C này em vô luôn. À này nó đang nằm trong chỗ 5 thôi chú anh chị mà. Dạ. Rồi cái mã số 5C này vô luôn mình giá 5 triệu ha. Em cũng giao xe khu vực Vũng Tàu lại ha. Dạ rồi. Hàng F1 của nhà vườn nha chú anh chị mà. Dạ. Siêu bông mình lại. Mã số 6 cả nhà. 6C, một cây gốc tứ quý ghép lại siêu bông Sài Gòn ha. Còn cái cốt Ngân ơi, quá đã của chú mình lắm. Ờ cốt cái này bự hơn rồi chứ. Trời đất mẹ ơi. Trời gốc cái này mình vô dây mình chỉnh sửa cái nó là ok nha chú chị mình. Dạ. Hàng lúc này bây giờ cực hiếm luôn cả nhà ơi. Gốc tứ quý nha, lúc gà kiếm thợ không ra. Chứ thường cây của em là em sửa. Nói chung là để gì nở bông cũng khéo lắm chị, nở bông đều gan luôn. Dạ. Mà vô dây thì nó ra phơm tàn cây này phơ tứ quý mà đế cũng hàng cũng khá hơn của chú anh chị mình. Dạ. Không tệ ha. Phơ đẹp. Đây, cốt mà đặc biệt là cốt cành như thế này mình kiếm đâu ra cho chú anh chị này. Nút nụ dữ dàng, siêu bông Sài Gòn. Cây này được 28 quạnh rồi chú anh chị này. Dạ, 28 quạnh. Tổng cái nồi đế của nó là được 109. Dạ rồi. Chiều cao là được 1 mét. Tán ngang là được 1m10 của chú anh chị mình đã tính mét thôi. Tính 10 mà tính mét. Rồi, cây gốc tứ quý này giao lưu mình với giá là 7 triệu ha. Dạ. 7 triệu em giao xe vật chúng tạo lại nha chú anh chị mình này. Dạ rồi cô chú anh chị. Tiếp theo cả nhà. 7 xe của chú anh chị mình này, 7 xe cũng là cây siêu phẩm nha. Cây này ghép xương Sài Gòn nha. Một lượt một kho chung một lô gốc tứ quý nha. Mà dạ. Cây này là phôi dừa ăn già khú khụ luôn à. Cốt quá cốt. Cốt. Siêu bông lợn cái này vô dây cái nhức ngách hay chưa? Dạ. Vô dây cái nó bao đẹp. Phôi nó quá trời đẹp luôn. Phôi dừa. Mình đo thông số già khú luôn, cái quan trọng. Cốt trước. Già khừ ha. Đến nơm này đến nó sủm nơm luôn chú chị. Ba mươi sáu quạnh.
Mình đo cái ngọn trên luôn chị Ngân ha. Ừ. Đo cái ngọn trên đây lên cho cô chú mình dễ hình dung ha. Đo 2-3 vị trí như vậy nè. 21 quạnh rồi chú anh chị. Dạ. 111 tổng đế. Cái này đang nằm trong chậu 4,5 thôi chú anh chị. Dạ. Chiều cao là 90. Qua wow, tại cái tàng. Cái tàng của nó là được 1m10. Siêu ong Sài Gòn nha chú anh chị mình. Rồi cái này giao lưu mình với giá là 6,8 triệu em bao phí ha. Dạ. Giao xe của chúng ta ở lại. Rồi cô chú anh chị ơi. Thôi vườn hả chú anh chị. Cây quá trời đẹp của chú anh chị mình ơi. Sống nơm. Ê quên đó chiều sống nơm. Có 20 không? Sống nơm nó được 24. Dạ rồi. Cái này vô dây chỉnh sửa là bao đẹp xuất Sài Gòn nha chú anh chị, không phải Sài Gòn. Mã số cuối clip ngày hôm nay luôn cô chú. 8 sale chú anh chị mình hôm nay do em lên cây lớn hay nên lên 8 mã nha chú anh chị mình. Dạ rồi. Một cây nhiều một toàn ha. Trời ơi nó có cái bông đang nở luôn nè. Cây này giờ kiếm cây thứ hai không ra, một toàn hàng già mùa hết hàng của chú anh chị. Đẹp quá cả nhà mình ơi. Em ơi cái giống nhiều toàn giữ vàng bông mà 10 cái cây mai bình thường mà không thơm bằng một cây mai nhiều toàn này. Nó thơm nước mũi luôn. Nút nụ lên quá chừng và cốt cành nó rất là già nha cô chú anh chị. Hàng cái cắt đường ha chị. Dạ. Ồ, gần cái nè, nó khéo là dùng dùng cung rồi. Như lưỡi liềm ha. Ừ. Nè, lên thẳng lên. Nhìn cưng ghê nè cô chú, cái đường lắc thân của nó chỗ này nè. Đó, nè. Chỗ này ha, nó lắc lên trên đây rồi. Nhìn cưng lắm cô chú anh chị. Dĩ ngọc tọa. Dạ. Mình đã không số. Trời ơi, nút nụ lên trên quá trời thấy chưa. Cái ngọn tên nút nụ dữ rồi. Dạ, đều hết trơn luôn cô chú này. Hoành được 27 hoành. Dạ. Một 126 là tổng đế. Cái này đang nằm trong chậu 5,5 thôi chú anh chị. Rồi chiều cao. Cái này là được 1m1 rồi. Cây này được nhiêu chưa? Cây này 1m2 ha. 1m2. Tán ngang của nó là được 1m25 của chú anh chị mình này. Dạ. Cây nhị ngọc toàn ha. Mà số 8C này vô luôn mình với giá là 8 triệu em bao phí ha. Rồi, 8 triệu cho giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại luôn. Dạ, khu vực Vũng Tàu đổ lại của chú anh chị mình. Rồi mình chờ khán giả luôn chị Ngân. Vậy rồi, mã số 8C cây nhiều ục tổn là cây cuối clip của em ha. Cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn cả cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem hết clip. Hy vọng cô chú anh chị chọn được cây ưng ý ủng hộ chờ dựa. Rồi xin chào lại cô chú anh chị tiếp theo ạ. Dạ rồi, em chào cả nhà và hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo của em luôn nha.